Tới tuổi trung niên, bốn kiểu người đừng dại tiếp xúc nếu không muốn tới già vẫn còn phiền nhiễu quấn thân, thậm chí tan hoang cửa nhà. Kính thưa quý vị, người đến tuổi trung niên, bạn bè ít không sao, chỉ cần chân thành là đủ. Với bốn kiểu người sau đây thì tốt nhất không nên tiếp xúc thân thiết. Đời người như giấc mộng, vạn sự như mây khói. Qua thời gian, nhiều người bất chi bất giác đã bước sang tuổi trung niên. Đi qua nhiều mưa gió, chứng kiến những thăng trầm trong cuộc đời, chúng ta sẽ hiểu ra rằng chính đạo đúng đắn nhất trên đời không phải sống vì người khác, mà là trân trọng chính bản thân mình. Cái thú của tuổi trung niên chính là hiểu đời, hiểu người và hiểu bản thân. Để biết điều gì nên làm, tận hưởng cuộc sống trong tầm tay. Quãng đời còn lại quá quý giá để bạn lãng phí vào những sự việc và mối quan hệ không đáng. Do vậy, để tâm thái bình an, gia cảnh vô sự, có những kiếp người tốt nhất nên tránh xa. 1. Những người chỉ muốn nhận lấy, không biết cho đi. Trên mạng xã hội từng có một câu hỏi: người giàu nhất có phải nên đứng ra thanh toán hóa đơn cho mọi người hay không? Câu trả lời nhận được nhiều tán đồng nhất chính là không nên. Từ xưa tới nay, mọi người đều biết lễ thượng vãng lai, có qua có lại mới toại lòng nhau. Không ai là người có trách nhiệm luôn luôn cho đi. Bất luận có thân thiết như thế nào, điều cấm kỵ nhất là đơn phương trao đi. Sự bất bình đẳng sẽ khiến cho quan hệ không thể kéo dài bền vững. Nên hiểu rằng quan hệ không phải là vàng bạc châu báu. Nếu cứ cất trong két sắt hoặc tủ kính để trưng bày thì sẽ không tạo ra các mối quan hệ. Chúng chỉ được thành lập và trở nên bền chặt hơn khi đôi bên có qua có lại, cùng nhau vun đắp. Đặc biệt ở độ tuổi trung niên, chúng ta vốn không cần quá nhiều bằng hữu, mà chỉ cần một vài tri kỷ hết lòng là được. Không nên ôm đồm quá nhiều để rước thêm tai vạ, tự mua phiền nhiễu vào người. 2. Những người họ hàng thân thích coi thường mình. Có câu nói rằng trên đời này bản tính con người là khó kiểm soát nhất. Đôi khi người mà bạn cho là thân thiết nhất lại thường là người khiến bạn tổn thương nhiều nhất. Trong hiện thực, có một kiểu họ hàng thân thích như thế này. Ngoài mặt, họ cười nói vui vẻ với bạn, nhưng sau lưng, họ luôn coi thường và soi mói từng hành động, cử chỉ của chúng ta. Khi có chuyện cần nhờ vả, họ ân cần niềm nở. Khi bản thân bạn gặp vấn đề, yêu cầu sự trợ giúp, họ lập tức trở mặt hững hờ. Đối với kiểu người này, sự coi thường và khinh rẻ đã ăn sâu vào cốt tủy. Dù bạn hết lòng tốt với họ đến đâu thì cũng chỉ đổi lại sự ác ý. Do đó, tốt hơn hết nên tránh xa càng sớm càng tốt. Muốn xây dựng quan hệ lâu dài thì sự tôn trọng là điều không thể thiếu. Cho dù đó là họ hàng, người thân ruột thịt, những đạo lý tối thiểu trong đối nhân xử thế vẫn cần được áp dụng. 3. Bạn học, đồng nghiệp cũ bỗng liên hệ lại sau nhiều năm. Trong một đời người, chúng ta sẽ gặp gỡ rất nhiều bạn bè, xây dựng rất nhiều mối quan hệ. Các quan hệ này thân thiết hay xa cách đều phụ thuộc vào quá trình vun vén từ đôi bên. Ngược lại, nếu lâu ngày không liên lạc, không quan tâm, thì mối quan hệ dù cho tốt đẹp đến đâu cũng sẽ nguội lạnh. Nhất là khi bước vào tuổi trung niên, mỗi người đã có cuộc sống riêng, phải đối mặt với những áp lực riêng. Thời gian và sự bận rộn sẽ khiến mọi người dần dần quên nhau đi nếu không liên lạc quá lâu. Đây cũng là thời điểm để người trung niên dần buông bỏ những mối quan hệ nửa vời như vậy. Học cách buông tay với quá khứ thì hiện tại mới trở nên nhẹ nhàng hơn. Do đó, nếu những người bạn xưa cũ đột nhiên liên hệ lại, tỏ ý muốn nhờ vả, chúng ta cũng không cần tự làm khó bản thân chỉ vì sợ mất lòng. 4. Người khác giới có quan hệ mập mờ. Sự mập mờ trong một mối quan hệ là điều khó kiểm soát nhất. Đây là mức độ chưa vượt quá giới hạn về đạo đức, nhưng vẫn ẩn chứa sự nguy hiểm nhất định, khiến lòng người dao động không yên. Ở tuổi trung niên, những mối quan hệ như vậy
chính là một liều thuốc độc. Chúng không chỉ đem tới phiền nhiễu quấn thân, mà thậm chí còn tồn tại nguy cơ tan hoang cửa nhà. Suy cho cùng, các mối quan hệ không tiến thì nên lùi. Sự mập mờ, mơ hồ ở giữa, giống như là con dao hai lưỡi, có thể làm tổn thương cả hai. Đừng trốn tránh cuộc sống tẻ nhạt và nhàm chán của tuổi xế chiều bằng cách lao vào những cuộc vui đùa tình cảm như vậy. Ở tuổi này, khi mà tiền tài và vật chất đã không còn quá quan trọng, hãy sống sao cho thanh giản nội tâm, đạm mà không tranh, thong dong tĩnh lặng, từ đó mới lĩnh ngộ bản chất thực sự của cuộc sống. Người đến tuổi trung niên, bạn bè ít không sao, chỉ cần chân thành là đủ. Có như vậy, cuộc sống mới không còn nặng gánh ưu phiền, tâm thế mới được bình an và yên ổn, vượt qua quãng thời gian còn lại trong yên vui. Tâm hại người không nên có, nhưng tâm phòng người nhất định phải có. Đừng để lòng tốt của bạn nuôi dưỡng uổng phí trong một con ma cà rồng. Kính thưa quý vị, có người nhờ bạn giúp đỡ, họ mong bạn giúp hết 10 phần, nhưng bạn chỉ giúp 7 phần. Đối phương nghĩ bạn không có thành ý, đã không cảm ơn bạn, còn nghĩ bạn nợ anh ta 3 phần. Có rất nhiều người làm ân báo oán, việc như vậy ở đời rất thường thấy. Trên đời này, thứ khó đo lường nhất chính là lòng người. Có lẽ rất nhiều người ở đây đã từng là người bị hại và bị chơi khăm bởi chính những người quen biết, bạn bè thân thiết hoặc là những người mình từng giúp đỡ, đúng không? Trước tiên, tôi xin được kể câu chuyện ngắn, có thể gọi tên là Con lạc đà và thước đo của sự lương thiện. Vào một đêm mùa đông lạnh lẽo, gió lạnh thổi tới, có một người Ả Rập đang chuẩn bị nghỉ ngơi trong một chiếc lều ấm áp. Đột nhiên, có một con lạc đà đứng bên ngoài kéo rèm cửa lều của người Ả Rập và nói một cách đáng thương rằng bên ngoài trời quá lạnh, hy vọng người chủ lều có thể thương tình cho phép nó được đưa đầu vào để sưởi ấm một chút. Người Ả Rập tốt bụng đã đồng ý với lời thỉnh cầu của con lạc đà. Không lâu sau, con lạc đà lại xin được đưa cổ, chân trước và nửa thân vào lều. Người Ả Rập cũng không đành nhẫn tâm từ chối, thế nên cũng đồng ý. Thế nhưng, lợi dụng lòng tốt của người Ả Rập, con lạc đà kia ngày càng trở nên quá đáng. Cuối cùng, nó chui cả người vào trong lều và ép người Ả Rập ra khỏi lều. Còn nó thì nằm bên trong, tận hưởng căn lều.